công nghệ số giúp con người thuận tiện hơn trong giao thương. Nhưng cùng với đó, ngày càng xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Không ít người đã bị mất tiền vì những hình thức lừa đảo như thế. Câu chuyện mà chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây thêm một lần nữa nhấn mạnh việc mỗi người dân cần phải cảnh giác, tỉnh táo và có kỹ năng để nhận biết, phòng tránh nạn lừa đảo sử dụng công nghệ cao đang ngày càng nở rộ như hiện nay. Sau cuộc điện thoại từ một người tự xưng là công an yêu cầu rút tiền tiết kiệm, chuyển vào số tài khoản định sẵn để điều tra vụ án về ma túy, bà Họa lo sợ nên ra ngân hàng rút tiền. Trong quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng nghi ngờ bà bị lừa đảo nên không thực hiện giao dịch, mà đề nghị bà gọi cho thuê bao đó để nhân viên ngân hàng trực tiếp nói chuyện. Nhờ thế, bà Họa giữ lại được số tiền 155 triệu mà mình cả đời chắt bóp. Mà bị thế là tôi sợ hãi, hoảng lắm, không ấy cái gì cả, đi đến đâu cũng sợ. Thế thì xong được, mà còn lại được số tiền chiều mà biết thì tôi rất vui. Và đấy là phấn khởi là mình không bị lừa, nhờ được các nhân viên ở trong ngân hàng là mình không bị mất số tiền. Giống bà Họa, bà Sinh cũng suýt bị mất 40 triệu đồng. Sau khi nhận tin nhắn và cuộc gọi Zalo kèm hình ảnh của con dâu ở nước ngoài nhờ chuyển tiền cho bạn, bà ra ngân hàng thực hiện giao dịch, nhưng nhân viên yêu cầu bà gọi lại cho người nhà để xác nhận. Nhờ đó bà mới biết mình bị lừa đảo bằng công nghệ cao. Tôi mới gọi điện cho con trai, thì lúc bây giờ con trai nó mới nhận ra là mẹ bị lừa rồi. Nó hack link từ lúc 9 giờ 15, thì 9 rưỡi bắt đầu mà tôi lên ngân hàng. Tôi rút tiền đâu vào đấy rồi. Tôi chỉ chuyển đi thôi, thì bên ngân hàng là không lấy cho nữa. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, hệ thống ngân hàng nông nghiệp đã kịp thời ngăn chặn gần 100 vụ lừa đảo, với số tiền suýt bị chiếm đoạt lên đến gần 10 tỷ đồng. Đáng lo ngại, số vụ lừa đảo đã tăng gần gấp đôi so với năm 2022, với mức độ ngày càng tinh vi hơn.